Giao Quân, Giao Quân, Giao Quân, Giao Quân. Bái kiến Niên tiểu chủ. Giao Quân tiểu chủ đâu? Mới bị hoàng thượng truyền gọi. Hoàng thượng gọi mùi ấy, mùi ấy phạm lỗi gì sao? Thấy Lương Cửu Công cứ luôn miệng cười, không giống đã phạm lỗi. À, vậy ta ngồi đây chờ mùi ấy về. Dạ. Hoàng thượng, Giao Quân tiểu chủ tới rồi. Cười cái gì mà cười, mau truyền. Dạ được. Tiểu nữ tham kiến quá. Lần đầu tiên trẫm thấy thứ này. Đây là món ngon của nhân gian, tên là cổ đỗng canh. Hoàng thượng, người nếm thử xem. À. Mấy thứ này đều còn sống. Cái này có ăn sống được không? Hoàng thượng, loại thịt này cần phải 7 lên 8 xuống. 7 lên 8 xuống. Phải. Mở cái nắp nồi ra. Để cho trẫm làm. Coi chừng, cẩn thận đó. Sau đó bỏ miếng thịt này vào trong nồi canh. Nhấn xuống canh 8 lần. 8 lần. Lấy lên 7 lần. Như vậy là thịt chín. Ừ. Nếu như để lâu quá thì nó sẽ bị dai. À, trẫm nhớ rồi. Hoàng thượng, người nếm thử. Lúc nãy cô lấy cái này sao? Ừ. Mùi gì sao hả hoàng thượng? Rất là tươi ngon. Trẫm chưa từng nếm qua một mùi vị như vậy. Ngon lắm, ngon lắm. Về cách ăn thì loại này không giống những loại khác. Những món khác phải làm xong rồi mới dâng lên trước mặt. Nhưng còn món này sẽ khiến người đích thân trải nghiệm quá trình từ sống đến chín.
quá trình từ sống cho tới khi chín. Phải. Những thứ mà Trẫm muốn xưa nay đều được đưa tới trước mặt Trẫm. Trẫm chưa bao giờ cảm nhận được đích thân làm ra một món nào khiến cho nó từ sống cho tới chín. Hả? Hoàng thượng là thiên tử, chuyện đó chỉ là suy nghĩ của tiểu nữ thôi. Hoàng thượng không cần để ý. Không, Trẫm thì không nghĩ như vậy. Trẫm cảm thấy lời cô nói cũng rất có lý. Trẫm thật sự rất vui. Được, lần này Trẫm sẽ trải nghiệm quá trình từ sống tới lúc chín. 7 lên 8 xuống, 8 xuống. Rồi. Cô nếm thử xem. Tiểu nữ thật sự không dám. Trẫm bảo cô nếm, cô cứ nếm đi. Hả? Sao hả? Tiểu nữ tuân lệnh. Thế nào? Hôm nay Trẫm thật sự quá vui. Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi. Ngồi đi chứ. Tiểu nữ không dám. Đâu có nhiều quy tắc như vậy. Trẫm bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Mau. Tiểu nữ tuân lệnh. Ở đây với Trẫm, có phải cô thấy gò bó lắm không? Tiểu nữ không dám. Hoàng thượng là thiên tử đương triều, tiểu nữ thân phận thấp hèn, nhờ có thánh ân của hoàng thượng mới được gả cho Bác Bối Lạc. Bây giờ lại được ngồi cùng bàn với hoàng thượng, Giao Quân thực sự có phúc ba đời. Mở ra xem thử đi. Cây trâm vàng này như thế nào? Cây trâm này kiểu dáng mặc dù đơn giản, nhưng mà mỗi một chỗ đều làm rất tinh xảo. Đúng là bảo vật dương gian. Cô có thích không? Tiểu nữ... thưởng cho cô đó. Xin hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ nhất thời lỡ lời. Xin hoàng thượng nhận lại báo vật này. Những thứ mà Trẫm đã ban thưởng đâu thể lấy lại được. Đứng dậy để Trẫm xem thử. Thật sự rất đẹp. Ê, cả cuộc đời của Trẫm chưa từng theo đuổi thứ gì. Hôm nay Trẫm thực sự quá vui. Chuyện này cũng may là có cô. Hả? Tiểu nữ không hề có ý đó. Xin hoàng thượng thứ tội, cây trâm này thực sự quá quý trọng. Xin hoàng thượng hãy nhận lại. Vật mà Trẫm đã ban tặng không thể lấy lại được hả? Lương cửu công, có nô tài. Giao Quân không theo nghi lễ, không phù hợp để làm đích phúc tấn của Bác A-ca. Dời hôn sự của Bác A-ca lại, đồng thời thay đổi Mama hướng dẫn bên cạnh Giao Quân thành người khác. Xin hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ thân phận thấp hèn, sẽ cố gắng tập luyện thêm. Xin hoàng thượng khai ân. Không cần phải nói nữa, đưa ra ngoài. Dạ, Giao Quân tiểu chủ, mau mau đi thôi. Sẽ ở bên nhau, cùng nói cùng cười. Đầu bạc răng long, hai người họ
nếu có thể bên nhau cả đời. Dù phải chờ đợi cũng rất xứng đáng. Thù Duyên tỷ tỷ, Giao Quân, muội đi đâu vậy? Để tôi đợi lâu quá. Thù Duyên tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tôi cho cô xem, qua đây. Mẹ, đây là điểm tâm bác Bối Lạc bảo tôi đích thân mang đến cho cô. Muội muội, sao vậy? Muội phải vui mới đúng chứ. Hoàng thượng dời hôn sự của muội với bác A Ca lại. Gì hả? Sao lại như vậy? Người còn tặng cho muội một cây trăm. Đừng để bác Bối Lạc biết chuyện này nha. Trời, sao không cho bác Bối Lạc biết được? Vậy mà muội còn muốn che giấu. Nếu sự việc này đúng thật là như vậy, không bao lâu nữa bác Bối Lạc sẽ biết. Đích thân ban hôn cho hai người, bây giờ là đích thân muốn ngăn cản. Làm vậy nghĩa là sao đây? Giao Quân, muội muội, sao muội tới đây? Tỷ tỷ ơi, có chuyện lớn rồi. Ngồi đi. Hoàng thượng kêu muội tới tâm sự. Thôi chết rồi, trời đã tối mà gọi muội đến tâm sự, không có chuyện tốt lành gì. Muội cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ trong lòng rất hoang mang. Tỷ có thể đi chung với muội được không hả? Được rồi, ta sẽ âm thầm đi sau lưng muội. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, tỷ nhất định đứng ra giúp muội. Đa tạ tỷ tỷ. Đi thôi. Rượu này do các phiên bang tiến cống Đại Thanh, bọn họ nói là ủ rượu bằng nho. Đây, nếm thử đi. Tiểu nữ không biết uống rượu. Mau uống với trẫm một chung. Mau đi.
Sao lại uống gấp vậy? Tiểu nữ thất lễ, xin hoàng thượng trách phạt. Trẫm làm sao trách phạt cô được? Mau đứng dậy đi. Rượu này ngon có đúng không? Loại rượu này uống không say, lại còn rất ngọt. Nghe nói đối với nữ nhân mà nói, rượu này có công dụng làm đẹp nhan sắc. Mau uống thêm chung nữa đi. Tiểu nữ không thể uống thêm, uống thêm sẽ say mất. Trẫm uống với cô. Cô biết tại sao trẫm lại gọi cô tới không? Dạ không biết. Trẫm đã nghĩ rất lâu. Trẫm có một chuyện. Giao quân. Hoàng thượng. Cô không được khỏe à? Dạ, có hơi đau đầu. Hay là như vậy đi, bảo cửu công đưa cô tới xảo sự nghỉ ngơi. Dạ. Nè, có chừng. Giao quân. Bái kiến niên tiểu chủ. Bái kiến Lưu cửu công. Không biết niên tiểu chủ đêm khuya đến thăm là có chuyện gì? Ta tìm giao quân. Vậy thì lạ thật. Niên tiểu chủ tìm giao quân cô nương, tại sao lại đến ngự hoa viên? Hoàng thượng đang uống rượu ngắm trăng trong vườn. Nếu như làm mất nhã hứng của hoàng thượng, e là chúng ta đều rất khó ăn nói. Lương công công, giữa ta với ngài không cần phải nói dòng do nữa. Dám hỏi tiểu chủ tại sao tìm giao quân cô nương? Lương cửu công có điều không biết. Ban ngày giao quân cô nương học nghi lễ ở trong cung, còn vào buổi tối ta phụng lệnh bác Bối Lập đưa cô ấy đi ngắm trăng để học hỏi thi từ ca phú. Ngày nào cũng vậy, có gì không ổn sao? Giao quân cô nương sắp gả cho bác Bối Lặc trở thành bác Phúc Tấn. Chuyện này hoàng thượng chắc không phải là không biết đâu hả? Hoàng thượng là minh quân của một nước, mấy chuyện này chắc là hoàng thượng cũng hiểu rất rõ. Ta khuyên niên tiểu chủ mau về cho, khuya vậy rồi còn quấy rầy e là không được ổn lắm. Đang lúc nửa đêm, hoàng thượng triệu bác Phúc Tấn tương lai đến ngự hoa viên này uống rượu tâm sự, e là càng không ổn. Chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài, ta e Lương cửu công cũng sẽ phải trở thành tội nhân thiên cổ. Lương cửu công, ngài là người sáng suốt. Nếu hôm nay ngài không đi bẩm báo, Thù Diên sẽ không rời khỏi. Tiểu chủ xin chờ một lát. Cô cùng sao chứ? Tới bấm hoàng thượng, niên Thù Viên cầu kiến bên ngoài, nói là không gặp. Hoàng thượng, hôm nay tiểu nữ đã hẹn phải cùng ngắm trăng với niên Thù Viên. Nè, giao quân uống say rồi, bảo đưa về tận tình chăm sóc đi. Dạ. Tiểu chủ đi từ từ thôi.
Hoàng Âm à, cũng mới tới à? Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Âm à. Hoàng Âm à hãy vạn phúc kim an. Đứng dậy đi. Nhi thần không biết Hoàng Âm à tại sao lại đau buồn tới vậy. Sáng nay tình cờ lật lại bức họa của ngạch nương con, khơi dậy nỗi nhớ trong lòng. Dựng như ngạch qua đây. Qua đây. Cô nhìn nữ nhân trong bức họa đi. Nhìn đi, đây chính là hoàn cảnh nương của con. Đây là ngạch nương của con. Khi con vừa chào đời, ngạch nương con đã qua đời. Bức họa này là vật kỷ niệm mà ngạch nương con đã để lại cho trẫm. Nhìn đi. Thì ra hoàng ngạch nương của con là như thế này sao? Hoàng ngạch nương của con là người mà trẫm yêu nhất trong suốt cả cuộc đời này, cả cuộc đời của Hoàng A Mã con. Không tài nào thoát ra khỏi nỗi đau. Khi hoàng ngạch nương của con mất, Dựng Dưng à, con đừng có trách Hoàng A Mã không cho con nhìn thấy bức họa này. Hoàng A Mã, nhi thần vẫn biết rằng bao lâu nay người vẫn tình sâu nghĩa nặng với hoàng ngạch nương. Có điều con luôn tưởng là mọi người sợ con đau buồn, vì vậy chưa từng có ai nhắc tới dung mạo của hoàng ngạch nương con. Bây giờ cách biệt hai nơi. Cách biệt hai nơi. Nhi thần, con người sống cả một đời không thể chung tình với một người. Nếu con chung tình với một người, lỡ như cô ấy ra đi, thì con sẽ rơi vào vực sâu đau khổ, phải dãy dụa không ngừng, phải dãy dụa không ngừng. Dận Nhân à, dạ. Thân là hoàng tử, sinh ra trong hoàng gia, càng không thể chung tình với một người. Giang sơn xã tắc này đòi dính liền với cả hậu cung. Khi con lớn lên thì con sẽ hiểu. Hoàng A Mã, nhi thần, bức họa này trẫm tặng cho con. Hoàng A Mã đã già rồi, không dám xem bức họa này nữa, chỉ làm cho trẫm càng thêm đau đớn mà thôi. Trẫm đưa cho con để làm vật kỷ niệm.
Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ người sao vậy? Ta thấy hoàng ngạch nương của ta. Hoàng hậu nương nương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Để lập tử. Sao cứ nghĩ mấy chuyện quái quỷ hoài vậy? Qua đi. Điện hạ. Hoàng ngạch nương. À, hoàng hậu nương nương đẹp thật. Hoàng hậu nương nương gì vậy? Niên tiểu chủ. Mũi coi, bức này do hoàng A Mã tặng ta, là hoàng ngạch nương. Đây là hoàng hậu nương nương quá cố. Phải. Sao vậy? Huynh không cảm thấy có một người rất giống hoàng hậu nương nương hay sao chứ? Là ai chứ? Giao Quân. Muội nói ra ta mới thấy có hơi giống. Điện hạ. Có chuyện này à? Nhi thần thăm kiến hoàng A Mã. Dựng tự đó à? Nhi thần chỉ muốn hỏi hoàng A Mã, tại sao lại giờ hôn sự của con lại? Giao Quân vẫn chưa thông hiểu nghi lễ phép tắc ở trong cung, cần phải tiếp tục học thêm, nên trẫm dời lại hôn sự lần này. Chuyện cung quy lễ nghi có thể từ từ học mà. Nhưng mà hôn sự của nhi thần cũng là đại sự của hoàng gia. Còn tới đây là để chỉ trích trẫm à? Nhi thần không dám. Nhi thần chỉ muốn biết rốt cuộc Giao Quân đã làm sai những chuyện gì mà khiến cho hoàng A Mã tức giận như vậy. Giao Quân vốn là cung nữ, học cung nghi chưa tốt, sau khi thành hôn làm sao giúp con lo liệu mọi việc ở trong phủ được. Được rồi, hoàng A Mã không cần nói nữa, trẫm còn rất nhiều việc, lui ra đi. Dạ. Nhi thần cáo lui. Hôm nay mời mọi người đến là vì chuyện của Bác Bối Lạc với Giao Quân. Các đệ xem, nữ nhân trong bức họa này giống ai? Đi là Giao Quân mà. Không, là ngạch nương của ta. Hiếu thành nhân hoàng hậu nương nương. Phải, chính là hiếu thành nhân hoàng hậu quá cố. Tôi cùng thái tử phân tích, cũng chính bởi vì Giao Quân thật sự quá giống hiếu thành nhân hoàng hậu nương nương, nên trong lòng hoàng thượng không quên được tình cảm dành cho hoàng hậu nương nương. Do đó đã xem Giao Quân như hiếu thành nhân hoàng hậu, mới ảnh hưởng tới hôn sự của người với Giao Quân. Vậy ta phải làm sao? Vì vậy hôm nay tôi mới gọi mọi người ra để cùng nhau bàn bạc tìm đối sách. Nhị ca có cái sách gì không? Hay là mình đi xin hoàng A Mã? Hoàng A Mã? Danh ngươi với hoàng A Mã, chuyện này đệ không tán thành. Hơn nữa đệ cảm thấy hoàng A Mã khó bị thuyết phục. Tôi có một cái sách này. Tôi dự định để Giao Quân
giả dạng làm hiếu thành nhân hoàng hậu, sau đó nói với hoàng thượng dùng thân phận hiếu thành nhân hoàng hậu xin hoàng thượng tha cho hai người. Thật sự không còn cách nào khác, vì vậy cũng chỉ đành dùng hạ sách này thử xem sao. Mọi người phải cố gắng phối hợp, ta với Thù Viên. Đệ cảm thấy sự việc này thật sự rất khó. Hơn nữa nếu bị Hoàng A Mã biết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu có vấn đề gì, một mình tôi sẽ gánh chịu. Có ta đây, trời có sập xuống, ta sẽ gánh thay muội. Được rồi, tất cả mọi người đều rất đồng lòng. Vậy để đệ nghĩ cách, đệ sẽ cho người dùng biện pháp đưa nô tài bên cạnh Hoàng A Mã đi nơi khác. Đa tạ tứ đệ. Đa tạ tứ ca. Hoàng A Mã, nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Giận nhưng đó à. Hoàng A Mã, nhi thần đã cho người sắp xếp đoàn hí khúc rồi, mong Hoàng A Mã sẽ tới đó coi. Hí khúc? Hoàng thượng, dạo gần đây rốt cuộc thứ này là gì vậy? Sao mà có nhiều khói tới như vậy? Khói này cũng thật lợi hại đó. À, cái quạt này nhất định là có pháp thuật gì đó. Hay là có yêu thuật gì? Hả? Cái này hả? Là bánh khói đó. Nó là... Bỏ đi, có nói mọi người cũng không biết. Tôi làm biết giải thích, mau mau thổi đi. Mau lên, mau lên. Hoàng A Mã đã vào chỗ. Nghe rõ đi, lát nữa không có lệnh của tôi, ba người không được qua đó. Được. Thổi tiếp đi. Lương cửu công, lương cửu công. Hoàng thượng, người còn nhớ khúc mẫu đơn đình hay không? Hách Sa Ly, nàng là Hách Sa Ly của trẫm. Cuối cùng nàng cũng về đây thăm trẫm. Hai mươi năm rồi, người nhớ giận nhưng vẫn khỏe chứ?
khỏe, ai cũng khỏe. Có điều 20 năm qua, bất kể lúc nào trầm cũng nhớ tới nàng. Hạch Xa Ly, Hoàng thượng, người còn nhớ vật này không? Đây là tính vật định tình giữa hai chúng ta, đương nhiên là trẫm nhớ. Nhưng nó không thuộc về thiếp nữa. Sao nàng lại nói như vậy? Chẳng phải chàng đã tặng nó cho một người khác rồi hay sao? Trẫm chỉ nhất thời xem cô ấy là nàng thôi. Nhưng cô ấy thật sự không phải thần thiếp. Người đã từng nói rằng người chỉ yêu mình thiếp, nhưng người lại đem tính vật định tình của chúng ta tặng cho người khác. Không không, trẫm nhất thời hồ đồ. Hạch Xa Ly, trong lòng của trẫm chỉ có nàng thôi. Trẫm chỉ yêu một mình nàng. Hạch Xa Ly. Hoàng thượng, người có từng nghĩ rằng cô nương đó với bác A-ca như chúng ta ngày xưa không? Nhận ra đối phương chính là tình yêu của đời mình, tại sao người lại chia rẽ chúng? Trẫm nhớ nàng, rất nhớ nàng.